Nãy mua gì đây? Thấy mua nhiều lắm đó nha. Một tuần đi chợ có một lần mà. Giả bộ đứng quay hình để hỏi khiên đồ phụ tôi hả? À, có mua trứng mít. Ồ, mít đây. Về để coi chừng nào chín rồi cái lột cho quý vị coi nha. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn và các em thân mến. Hôm nay là thứ ba ngày 21 tây tháng 4 năm 2020. Hôm nay là đến hẹn lại lên là cái ngày Hồng Loan phải đi ra ngoài để đi làm. Thì mình quay một chút xíu ở ngoài đường để coi cái tình hình ngày hôm nay như thế nào ha quý vị ha. Như thường lệ, tài xế Bảo Lộc. Hello, xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị hôm qua đã ủng hộ cho cái video của ngày hôm qua cũng như ủng hộ cho cái bài hát Lộc hát ngày hôm qua. Xin cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm qua Hồng Loan có nói là nhớ lên khen nha. Cái Bảo Lộc được lên khen quá trời. Mà Hồng Loan còn nói thêm câu nữa, nếu mà có chê, chê riêng cho Hồng Loan nghe. Đừng nhưng chê mà, nha quý vị, đừng có chê. Hên là không có nhận được cái tin nào mà chê hết trơn. Mừng quá, và mừng quá trời. Lộc qua ngủ không có được luôn nè. Thức tới 4, 5 giờ sáng luôn á. Tới 4 giờ sáng. Bây giờ Hồng Loan quay cái tình hình ở bên ngoài cho quý vị coi ha. Hồi sáng này có nghe news thì người ta nói là hình như là đến ngày hôm nay là sau hơn một tháng bị cấm túc trong nhà thì mọi người đã đi ra đường khá là nhiều, cộng với cái tình hình biểu tình ở khắp nơi trên nước Mỹ, những cái tiểu bang mà họ ra họ biểu tình, trong đó có cả California nữa, thì dường như mọi người cũng nôn nóng để mà được đi ra đường quá. Nhưng mà theo Hồng Loan được biết cho đến bây giờ đó, thì cái lệnh mà cấm túc trong nhà của New York, New Jersey và California thì vẫn là 15 tây tháng 5. Thì không biết trong nay mai với cái tình hình biểu tình quá thì không biết có gì thay đổi không nữa. Cây xanh của Sam Club hôm nay có 2 đồng 23. Ồ, 2 đồng 23. Như vậy là Sam Club với lại Costco chắc cũng bằng giá cũng, nhau cũng ha. Cũng cỡ nên bằng nhau. Xây xích nhau chừng 1 sen mà. 1 sen 2 sen nha. Thì đường hôm nay thấy cũng có vẻ hơi đông hơn những ngày trước. Cũng hơi đông hơn thôi chứ cũng chưa đến nỗi là đông lắm. Ở Florida đó quý vị, bãi biển Miami đó, bữa là nghe là được mở cửa phải không? Sao mới đây thấy được cái hình ảnh vắng tanh à? Chứ cũng chúng họ đóng lại rồi, và họ nói là họ sợ cái tình trạng là họ mở ra đó thì tất cả các nơi đều đổ về Miami để tắm, tình trạng nó sẽ gây ra sự hỗn loạn. Nên họ chắc họ cấm lại. Mới vừa thấy đài đó, nó đăng cái hình ảnh kìa. Before and after. Before là trước đây nó đông nghẹt luôn, người quá trời người. Hiện tại giờ thì bãi biển nó lại vắng. Hôm nay ngoài trời Cali thì rất là lý tưởng. Ở ngoài thì khoảng 74 độ. Thì khoảng nó nhưng mà ở trong xe đó thì tại để xe ngoài trời nó mở cửa nó hơi nóng. Nên mặc đồ nó hơi thoải mái, giống như mùa hè ha. Chứ không phải là mùa xuân. Hiện giờ thì khí hậu Cali đó quý vị, ban ngày thì nắng ấm, mình có thể bận đồ như mùa hè được. Nhưng mà bắt đầu từ 6 giờ chiều thì hơi gió nhẹ nhẹ thì hơi lạnh chút. Cho nên lúc nào mà chiều Hồng Loan đi ra ngoài đi bộ thì cũng phải bận thêm áo khoác.
Thì nhiệt độ Cali thì đỡ cái là nó không có lạnh lắm và cũng không có nóng lắm. Một năm thì có khoảng chừng 2-3 ngày là cái nhiệt độ nó nóng lên tới 100 độ F thôi. Chỉ có 2-3 ngày thôi. Còn mà lạnh thì chắc lạnh lắm thì cũng cỡ chừng 36-37 độ F thôi. Chưa bao giờ mà xuống được tới zero, không độ C, là 32 độ F đó. Thì có những cái vùng Cali thì có những vùng cao thì có tuyết, là những chỗ đó thì nó xuống 3 độ F, 0 độ F. Giống như hồi kỳ ở Big Bear đó, là chỗ mà hễ mà ở dưới mà Orange County mà mình thấy mưa đó thì có nghĩa là Big Bear sẽ có tuyết rơi. Tuyết rơi. Kỳ đó Hồng Loan căng ngay cái ngày tuyết rơi. Ôi, đẹp. Vừa chạy lên tới Big Bear là tuyết bắt đầu rơi đẹp, xuống. Tuyết đẹp. Trời ơi, nhìn nó đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà ở sau một đêm sáng ngủ dậy rồi bắt đầu hối hận. Đường nó đóng băng. Và mình đường đi là phải đi lên núi cao. Cho nên nó đóng đường luôn. Đóng hết tất cả các đường, chỉ chừa một con đường nhỏ xíu để mình đi xuống thôi. Lộc được trải nghiệm là lần đầu tiên cào tuyết. Cào tuyết và cũng lần đầu tiên tự xích bánh xe luôn. Phải đi chạy ra đi mua liền cái dây xích để xích cái bánh xe, không thôi nó trơn cái xe nó mình chạy, nó chạy nó cứ bang vậy nè, ghê dễ sợ luôn. Rồi biết quý vị biết không, cái đường đó đáng lẽ mình đi từ ở trên núi đi xuống thì khoảng chừng 45 phút thôi, mà hôm đó đó Loan với lại Lộc nè, rồi bé Gia Linh cộng với một chị bạn với hai đứa con nữa, trời ơi, ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ mới xuống được tới nơi. Mà mình đi kẹt xe, đi có một len thôi, kẹt xe 6 tiếng đồng hồ mình mới đi được cái quãng đường đó. Công nhận kinh lên khủng. Đó thì đẹp thiệt, nhưng mà mỗi lần thấy tuyết rơi trời cũng thèm đi lên. Gia Linh cũng thích tuyết, thích chơi tuyết lắm, nhưng mà thôi nghĩ lại cái đoạn đường thấy kinh khủng quá. Ở đó lạnh quá trời luôn. Nhưng mà đi Big Bear đó quý vị, thì nên đi mùa đông nha. Mà đi mùa hè cái là hối hận. mùa hè là tự vì ở trên đó họ không có gắn máy lạnh quý vị ơi. Hầu hết là khách sạn với lại nhà cho thuê đó là không có máy lạnh. Chỉ có một số ít khách sạn có máy lạnh thôi. Nếu quý vị muốn đi mùa hè mà book phòng hay là book nhà thì nhớ coi kỹ coi là có máy lạnh không nha. Chứ không muốn máy lạnh, rồi nó cũng nóng khủng khiếp luôn. Tại nó là núi mà, cũng nóng kinh khủng. Hồi đợt trước gia đình Hồng Loan đi hả, là nhằm ngay mùa hè là tháng 7. Trời ơi, Loan với Lộc nè, với Hiếu, với Gia Linh là bốn đứa là ngủ ở trên cái chòi cao nhất á. Nó nóng. Nó sát cái mái quá, nóng. Chảy mỡ luôn. Nằm lát đứa nào đứa nấy cũng mò ra ngoài phòng khách nằm ngủ hết chứ không ngủ trong phòng luôn. Rồi bây giờ là Hồng Loan xin thông báo cái tình hình dịch ngày hôm nay ha. Bây giờ là 2:15 số ca bệnh á, là 813.758, số người chết là 45.024 và số người được chữa khỏi là 82.620. Ồ, như vậy là so với ngày hôm qua đó thì số người được chữa khỏi là khoảng 11.000 người. Wow. Quá luôn. Vậy là tốt quá. Nhưng mà ngày hôm qua là mình thông báo là ngày hôm qua hình như mới có 2 giờ mấy 3 giờ ha. Còn bây giờ mới có 2 giờ mà chữa bệnh khỏi được hơn 11.000 người. Một cái điều rất là vui mừng. Dạ. Nhưng mà mặc dù song song đó thì cái số ca bệnh cũng tăng nhiều và số người chết ngày hôm qua cũng nhiều, hơn 2.000. Cho nên Hồng Loan thấy ca bệnh vẫn tăng, số người chết vẫn tăng, nhưng mà tại sao người ta vẫn cứ đòi là phải mở cửa lại? Mở cửa thì đương nhiên phải mở rồi, nhưng mà không có thể gấp rút được ha quý vị ha. Những cái tiểu bang mà bệnh ít đó, thì ok, họ có thể mở cửa lại. Chứ mà vòng vòng ở khu vực này, Cali, New York, New Jersey, Pennsylvania, mà Pennsylvania rồi đi biểu tình rồi đòi mở cửa, bên đó cũng nặng lắm quý vị. Rồi và mình cũng được biết là tiểu bang Georgia là sẽ mở cửa bắt đầu cho small business đó, làm việc bắt đầu từ thứ 6 tuần này.
Rồi ở Houston thì cũng bắt đầu mở cửa rồi. Houston thì nhẹ. Ok, bây giờ tới chỗ đi làm. Tạm biệt quý vị chút xíu. Ok, mình nói chuyện tiếp ha. Bye. Thôi, mới vừa làm xong công việc. Bây giờ nói chuyện với lại quý vị tiếp ha. Quý vị, hôm bữa Hồng Loan có nói đến cái thuốc mà trị bệnh Ebola đó là Remdesivir, thì hiện bây giờ là những cái bệnh viện lớn nhỏ của Nam California là đang dùng cái thuốc đó để chữa trị cho những người mà bệnh nặng, bệnh mà virus Vũ Hán nặng đó nha quý vị. Hôm trước mình có nói là trong vòng 6 ngày là sức khỏe phục hồi đó, quý vị nhớ không? Và họ đã kêu gọi những người mà bị trở nặng cái bệnh đó đó, nếu mà chưa vô bệnh viện thì hãy đến bệnh viện để mà người ta sẽ sử dụng cái thuốc đó người ta trị. Hiện tại bây giờ đó, trong vòng cái thời gian gần đây thì ở những cái bệnh viện mà ở Los Angeles đó quý vị, tự nhiên cái lượng người nhập viện rất là ít. Mà khi mà họ đã nhập viện rồi đó thì á, toàn là những người mà nặng không à. Thì những cái nhà nghiên cứu họ mới điều tra, họ thấy là người dân đó họ bị bệnh nhưng mà họ sợ, họ không dám vô bệnh viện. Chắc có lẽ là họ nghe cái vấn đề mà bệnh viện rồi không có đầy đủ trang thiết bị y tế, không có đủ bác sĩ, y tá. Thì cái đó là ở Los Angeles của mình là vẫn đáp ứng đầy đủ nha quý vị. Cho nên ông thị trưởng của thành phố Los Angeles á, thì ông nói là những người mà bị bệnh mà khi mà mình đã thấy mình bị sốt 3 ngày rồi mà không giảm thì phải đi bệnh viện chứ đừng có sợ cái gì hết. Thì nếu mà quý vị mà cảm thấy mình mà mệt mỏi mà có những cái triệu chứng thì hãy gọi để mà đi bệnh viện, bởi vì người ta đang sử dụng cái thuốc đó người ta trị thì cái kết quả nó cũng rất là cao, được khoảng gần 80% là trị khỏi, mà những người mà bệnh nặng luôn vẫn trị khỏi được. Giống như hôm bữa Hồng Loan nói là có những người mà 90 tuổi rồi mà trị vẫn vẫn hết bệnh đó quý vị. Anh nghĩ đó là tại vì họ sợ cách ly. Thường bệnh này á, mấy người lớn tuổi sợ cách ly lắm, ở nhà có con cháu này nọ hoặc là có gia đình thì họ cảm thấy họ an tâm hơn, còn khi mà bị họ bị cách ly á, cái bệnh này phải cách ly thì họ nghĩ cách ly có nghĩa là cách ly hoàn toàn với mọi người nên họ sợ đến bệnh viện. Đúng rồi, cái bệnh này khi mà bệnh bệnh nặng rồi á, thì gia đình không có vô thăm được, rồi nhiều khi phải có một mình thôi đó, thì nó nhiều khi người lớn cũng sợ thiệt. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy yên tâm đi, chúng ta vô bệnh viện để mà có cái thuốc trị, người ta áp dụng thuốc người ta trị cho mình, cái thuốc đó thì cũng rất là tốt. Như vậy là bây giờ chúng ta có hai cái phương pháp để mà trị cái bệnh này, một là dùng cái thuốc trị sốt rét, hai đó là dùng cái thuốc Thì trị bị Ebola. Ebola. Và bây giờ có lẽ là tới cuối tháng này nè thì chúng ta sẽ biết kết quả là cái hai cái thuốc đó thì cái nào là khả quan nhất và có thể trị tốt hơn. Hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy là cái thuốc Remdesivir đó nó tốt là nó chỉ trị trong vòng có 6 ngày. Có những người có 6 ngày là khỏi bệnh luôn, xuất viện luôn. Còn cái thuốc kia thì trong vòng 10 ngày thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ người ta phải xem xét xem là cái nào nó có ít phản ứng phụ nhất, nó ít có tổn hại đến cái người được trị bệnh. Và hy vọng là nếu mà sau nhiều đợt mà kiểm tra như vậy thì FDA sẽ approve cho một trong hai cái thuốc này để mà dùng chữa bệnh cho virus Vũ Hán. À, một cái tin cũng rất là thú vị nữa mà Loan Lộc muốn gửi đến quý vị là có hai chị em mà chết cách nhau 100 năm vì cái bệnh virus virus bệnh cúm toàn cầu, về đây cúm. vì cái bệnh cúm virus trên toàn cầu đó. Thì cái người chị đó là bị chết vì cái bệnh virus Spanish. Spanish vào năm 1918.
Rồi tới năm 1924 thì là người em mới sinh ra đời. Và ngày hôm qua là người em đã chết vì cái bệnh virus Vũ Hán khi bà tròn 90 mấy tuổi ha, 96 tuổi. Một cái chuyện cũng rất là lạ ha, có nghĩa là gia đình này có cái gen nó sống lâu lắm nha ha. Bà sống tới 90 mấy tuổi mà nếu mà không có cái con virus này thì chưa chắc là bà mất, bà có thể còn sống được lâu hơn nữa. Bây giờ quý vị, cái tuổi thọ của con người mình càng ngày càng cao. Hồi xưa đó, Lộc nhớ hồi xưa mấy cô chú mà khoảng bốn mấy tuổi, 50 tuổi là mình thấy nó già lắm rồi. Rồi những người mà như ông bà mình mà 50 60 tuổi là trời ơi, thấy coi như là rất là già. Bây giờ cái tuổi đó là cái tuổi là đẹp. Cái tuổi 40 bốn mấy là đẹp. Tuổi Giờ là 50 bốn năm mươi mấy mấy, 50 mấy vẫn là trung trung niên niên thôi. là Lộc đã từng thấy những người lớn tuổi, rất là lớn tuổi, chẳng hạn như bác Văn Trung. Bác Văn Trung 80 mấy tuổi đó. 88 Ồ, tuổi. 88 tuổi mà bác vẫn khỏe, nếu mà bác không có bệnh trong người mà về 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 cái bệnh tim của bác đó, là bác vẫn sống thọ lắm. Tại vì con người bây giờ giống như mình, cái xã hội đang phát triển, con người mình hình như nó càng phát triển thêm, cái tuổi thọ nó dài ra thêm. Thì bây giờ thì có nền y tế nó tân tiến, có nhiều người bệnh nhưng mà được chữa khỏi bệnh nhiều hơn hồi xưa, thì cái đời sống nó kéo dài, tuổi thọ nó kéo dài hơn. Bởi vậy nên quý anh chị cô bác đừng có lo tuổi thọ mình, bốn mấy năm mươi là mới còn trẻ, 50 năm mấy mới là trung niên, 60 sáu mấy mới là giống như là mình mới vừa mất Hơi yêu. hơi hơi sồn sồn thôi, cái bắt đầu tới 80 mấy tuổi bắt đầu yêu thương đắm đuối trở Hôm qua lại. có một chị nói là nghe Lộc hát xong đó, tự nhiên chị cảm thấy Trở về thời trở con về gái. thời con gái của chị ơi, 40 mấy 50 mấy là vẫn yêu bình thường nha. Lộc có bà cô 60 mấy tuổi cũng lấy chồng được đó nha, nghe đừng có lo, nên đó cảnh mình tuổi nào cũng có yêu được hết á. Trở lại với cái tình hình mà sắp sửa mở cửa ở khắp nơi á quý vị, thì ở Las Vegas là ngày hôm nay ông thị trưởng của Las Vegas là cũng họp với lại tất cả những cái người chủ sòng bài nổi tiếng ở Las Vegas để xem coi tình hình như thế nào. Thì cái ông mà chủ cái sòng bài Wynn đó thì ông cũng đưa ra rất là nhiều ý kiến là ông muốn mở cửa trở lại, và ông đưa ra những cái hoạt động để mà phòng tránh dịch cho cái sòng bài, chẳng hạn như là hạn chế người ra vô, khi mà muốn vô thì là phải có đo nhiệt độ, và những cái sòng bài mà ngồi đánh thì chỉ được 2 người hoặc 3 người là cao nhất, để tránh tránh xa nhau ra 6 feet, cũng như những cái máy thì ngồi thì chỉ cho phép ngồi cách xa nhau chứ không được ngồi những cái máy gần nhau đó. Thì quý vị nào có ý định đi Las Vegas chưa thì chuẩn bị đi nha. Lòng nghĩ thì nếu mà ngồi sòng bài chắc ok á, tại vì chẳng hạn như cái người chia bài họ đeo băng tay khẩu trang Người ha, chia bài có thể đeo khẩu trang. khẩu trang rồi lúc mà chưa có dịch á, là những bộ bài đó đó là Lộc nhớ không lầm á, là trong vòng bao nhiêu cái đó là họ phải đổi bộ bài mới chứ họ không có giữ bộ bài cũ, giống như là một cái sự giống như là cho nó minh bạch vậy đó, bài lúc nào cũng đổi mới hết, nên 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 yên tâm. Và chúng ta hãy bắt đầu suy tính đi. Sắp mở cửa rồi thì chúng ta sẽ đi những đâu, mình suy nghĩ đi để cho tinh thần mình nó thoải mái lên hết quý vị. Mặc dù mình biết là Cali cũng chưa thể mở cửa lúc này đâu, nhưng mà thôi cứ nghĩ tới cái ngày mở cửa, mình mơ mộng đi là mình sẽ đi đâu, sẽ làm gì, thì lúc nào cũng vậy, mình sống mà có một cái hy vọng gì đó thì nó cảm thấy lạc quan yêu đời hơn. Giờ Lan gửi đến quý vị nha hình ảnh của câu chuyện xảy ra 6 năm sau, khi mà những đứa bé đó nó vào kindergarten. Là gọi gọi tên
toàn là cái tên mà của COVID-19 rồi những cái tên mà của cái bệnh virus này không, có nghĩa là cái thời điểm này là thời điểm mà tạo ra những đứa bé rất là nhiều, thì lúc đó là kindergarten sẽ bị giống như là bị nhiều quá chỗ chứa đó nha quý vị. Và cái tên đó thì quý vị nghe rất là vui. Có đầu nghe COVID-19. À, dạ em, COVID-20, dạ em. Đó. Đặt giờ đặt có con mà tên đặt tên Corona là sang lắm đó nha. Corona. À, bây giờ Hồng Lan xin phép gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị, cô chú, anh chị, các bạn cũng như là các em đã ủng hộ cho Lan với Lộc ha. À, ở đây là có bạn Thi Lê, Cuộc Sống Mỹ. Là mình luôn là khán giả kênh của chị nè, khoái lắm, dễ thương. Dễ thương là ai dễ thương? Hồng Loan dễ thương thì Bảo Lộc dễ thương. chắc Bảo Lộc dễ thương hơn chút xíu. Vinh Nguyễn yêu cầu anh Lộc hát cái bài Không Tên Cuối Cùng. Bài đó Vinh ơi, Lộc thích cái bài đó lắm á. Tất cả các bài Không Tên á mình đều thích hết, bài nào của Vũ Thành An mình cũng thích hết, rất là hay nha. Rồi có một cái người mà Quang Thành official. Ca sĩ Quang Thành. Ồ, Quang Thành hả? Anh ca sĩ Quang Thành là hiện giờ anh đã ở bên Dallas ha. Cũng coi chương trình của Loan Lộc ha, lâu quá anh em mình không gặp lại. Chừng nào mà đuổi Covid đi rồi thì Quang Thành mới đến gặp Bảo Lộc một lần phải không? Quang Thành lúc trước đó quý vị là ăn dầm nằm về nhà Lộc luôn đó, tại làm CD rồi anh em thân giống như gia đình vậy đó. Bởi vậy rất là thân. Từ lúc mà anh đi về Dallas thì không còn dịp gặp nhau nhiều nữa, thì lâu lâu mới có dịp anh về đây cũng ăn dầm nằm về mấy ngày để làm album. Thì anh em cũng gọi điện thoại với nhau. Nếu mà quý vị thương mến thì hãy đăng ký subscribe cho cái Quang Thành Official. Anh hát cái giọng ca rất là lạ, những cái giọng ca giống như là nó nghe nó hơi xưa hay lưu trai chút xíu. Nếu mà quý vị thích thì cứ đăng ký quý vị vô nghe thử, nếu mà thích thì subscribe ha. Rồi Vũ Ngọc Lệ Thủy. Hồng Loan bỏ dấu lại nha, không biết có đúng không nha. Tên đẹp ha. Là một người rất là ái mộ Ba Bảo Quốc nè, rồi cô Thanh Nga nè, và vừa rồi nghe Hồng Loan hát thì cũng gửi lời khen Hồng Loan rất là nhiều. Dạ Hồng Loan cảm ơn. Rồi Cuộc Sống Việt Nam Anna Châu, cảm ơn bạn. Cảm ơn luôn Lisa Hai Nguyễn. Nói là anh chị nói chuyện vui quá, giọng ca của anh Lộc không được nha, đi vào lòng người. Quá dữ. Cảm ơn cái này không được nha. Hồng Loan đẹp quá, thông dương. Không khen Bảo Lộc ha. Khen Hồng Loan không nha, cái này không được nha. Có vụ đó người ta khen ngắt hay là quá rồi còn đòi hỏi. Ủa, phải không? Có. Nó giỡn thôi nha. Mình cảm ơn anh Thông Dương nhiều. Rồi Kim Tân nè, rồi bạn Jenny Nguyễn nè, bạn Tommy Nguyễn nè. Jenny Vũ. Bạn Jenny Vũ nữa. Tất cả đều đó, khen Bảo Lộc đó. Có không? Hình như khen nở lỗ mũi. Bạn Quỳnh Anh cũng khen Bảo Lộc. Ôi dạ chị chứ, chị Quỳnh Anh cũng khen Bảo Lộc, khen bé Gia Linh. Chị không có khen Hồng Loan. Tội nghiệp quá. Cô ba cũng ủng hộ hai đứa con. Cảm ơn cô ba rất là nhiều. Thanh Phan, Bảo Lộc con hát hay lắm, bravo con. Thanh Phan. Hồng Loan không biết này là cô hay chú ha. Dạ Diện Hồ. Dạ Diện Hồ thì chị nói là mỗi sáng chị đi làm mà chị coi cái clip của hai đứa thì chị thấy cái công việc áp lực nó coi như nó tan biến hết, làm cho Loan với Lộc rất là vui. Còn... hy vọng là những cái clip của Loan Lộc đem đến niềm vui cho quý vị trong cái mùa dịch này ha. Nhưng mà sau mùa dịch đó thì cũng phải còn vô Bảo Quốc Hồng Loan Channel để xem thêm nhiều chương trình khác nữa nha quý vị. Còn anh Thọ Tăng rồi lúc nào cũng ủng hộ cho Bảo Lộc và Hồng Loan, xin cảm ơn anh. Thọ Tăng lúc nào cũng gửi coi như là cả mấy chục cái trái tim màu đỏ luôn vậy đó.
Gửi càng nhiều càng tốt anh. Thích lắm. Rồi Kim Nguyên. Đó, Kim Nguyên nói nhớ gọi tên mình với nha. À, Thanh Phan. Rồi Bùi Thị Hằng Hải. Những người rất là yêu thương Lộc với Loan. À, Loan cũng có nói là thật sự mình không có thể nói hết tên được của tất cả mọi người, chắc chắn là phải có sơ sót thôi, cho nên có gì thì bỏ qua cho Loan với Lộc. Có gì á, cái video này nè, nhớ comment cho Lộc để ngày mai Lộc đọc cho nha, nhớ nha. Rồi Liên Quỳnh nè, Ngọc Lan Châu nè, Chelsea Phạm nè, Rai Family và Cuộc Sống Nhật Bản. À, vậy là bạn ở bên Nhật ha. À, cũng nhờ cái YouTube này mà cả thế giới chúng ta có thể nói chuyện với nhau, rất là vui, rất là cảm ơn mọi người. À, còn nữa, hôm qua Lộc có nhận một cái tin của một người chị nói là Lộc ơi, đọc thư á, không phải là chữ đọc có ô nha, đọc có ô là đọc ác, đọc tài, đọc ấy đó. Dạ đây, xin cảm ơn chị rất nhiều. À, chắc là có lẽ do sơ suất Lộc lúc mà Lộc đánh máy đó, khi mà đánh máy tại Lộc dùng máy Mac á, Lộc dùng hai chữ ô là thành hai chữ ô là thành có dấu chữ ô, nên nhiều khi mình đánh hai lần á, cái nó nhảy lên mà sơ suất thiệt. À, mình nhìn không ra. Chắc là cảm ơn mọi người. À, bây giờ thì đi phải khiêng đồ ăn đi vô nhà để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. À, Lộc và Lan hẹn gặp lại quý vị và tâm sự với quý vị vào ngày mai. Bye. Bye. Bây giờ Lộc sẽ quay Lan bưng đồ vô, mua đồ nhiều lắm. Okay. Hôm nay mua gì đây? Thấy mua nhiều lắm đó nha. Một tuần đi chợ có một lần mà. Giả bộ đứng quay hình để hỏi khiên đồ phụ tôi hả? À, có mua chứ mít. Ồ, mít đây. Về để coi chừng nào chín rồi cái lột cho quý vị coi nha. À, quý vị nào mà biết cách mà lựa mít á, chỉ cho Lộc với Loan nha. Lần đầu tiên mua luôn không biết, cứ thấy nó màu hùm hùm với lại cái vỏ nó hơi gai nó nở. Gai nó nở lần chút là mình mua thôi chứ mình không biết. Mà sao thấy nó vẫn còn cứng quá. Chưa đâu, phải chừng nào anh nghe mùi thơm là nó mới chín. Ồ vậy hả? Ừ. Cái này khoan, mua gì vậy? Coi coi. Hả? Trời ơi, rau à, có mua nhãn với lại rau câu với lại phổ tai về nấu chè dưỡng nhan. Ok, khi nào làm là nhớ quay nghe cho mọi người coi á. Đây là gì? Đây là măng này, rau. Thôi xin chào mọi người nha, để Lộc phụ Loan khiên vô chứ bà này bả nhận Lộc mất công lắm nha, nó sẽ